nghi thức ban bí tích thêm sức. Giờ đây, cha chánh xứ sẽ giới thiệu với đức giám mục các em có đủ điều kiện để lãnh bí tích thêm sức. Kính mời cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, hôm nay các em đang hiện diện trước mặt Đức Tổng. 104 em, 54 em nam và 50 em nữ. Sau 2 năm, các em đã lãnh nhận bí tích thánh thể và hòa giải. Thì đến ngày hôm nay, các em đã được cha phó John Bautista, các sơ, các anh chị giáo lý viên hình trưởng đã dạy dỗ, chăm sóc và đã sát hạch. Và cuối cùng các em đã được tham dự 3 ngày tĩnh tâm để ngày hôm nay xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức Chúa Thánh Thần trên các em. Nghi thức ban bí tích thêm sức gồm 3 phần. Thứ nhất, tuyên xưng đức tin. Thứ hai, đặt tay và đọc lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Thứ ba, sức dầu thánh và chúc bình an. Phần thứ nhất, lặp lại phần tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội. Đối với các em lãnh nhận bí tích thêm sức, việc lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội giờ đây mang tầm mức ý thức và trưởng thành. Trước mặt Đức Giám mục Chủ tế, vị đại diện Hội Thánh, các em sẽ chính thức công khai từ bỏ tà thần và long trọng tuyên xưng đức tin của mình. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với các em thêm sức hôm nay. Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Phần thứ hai, nghi thức đặt tay và xin ơn Chúa Thánh Thần. Giờ đây là nghi thức đặt tay, cử chỉ đặt tay trên đầu có từ thời các thánh tông đồ để diễn tả việc ban ơn Thánh Thần. Hai thánh Phêrô và Gioan đã đến Samaria để đặt tay ban Thánh Thần cho những tăng tòng vừa mới chịu phép rửa. Thánh Phaolô cũng đến Êphêsô đặt tay ban Thánh Thần cho những người mới tin đạo. Cử chỉ Đức Giám mục đặt tay trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa thể hiện việc chuyển ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người lãnh nhận, giúp họ gắn bó hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích thánh thầy, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần thứ ba, nghi thức rước dầu thánh và chúc bình an. Xin mời cộng đoàn ngồi. Các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức và người đỡ đầu tiến đến trước mặt Đức Giám Mục. Ngài sẽ rước dầu thánh và chúc bình an cho các em. Qua đó, các em sẽ được khắc ghi ấn tín thiêng liêng không thể xóa nhòa. Từ đây, các em được hiến thánh cho Thiên Chúa, cùng được ban sức mạnh đặc biệt của Thánh Thần để trở nên chiến sĩ của Chúa Kitô. Kết thúc nghi thức, Đức Giám Mục sẽ chúc bình an cho người lãnh nhận, biểu lộ sự hiệp thông trong hội thánh giữa vị Giám Mục và toàn thể tín hữu. Du xe hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Marta hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Thank you.
của Bí Thích Thêm Sức. Nhờ Bí Thích Thêm Sức, các em lãnh nhận được hồng ân Thánh Thần và bảy ơn của Ngài, được kiện toàn chức tư tế cộng đồng đã lãnh nhận trong Bí Tích Thánh Tẩy, đồng thời được sai đi đến với muôn dân nước, trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô trong sứ mạng yêu thương và phục vụ. Thank you.
bổn phận của người lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa, là thầy dạy chân lý. Với ơn cực trọng của Ngài, các em được biến đổi để trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô. Các em cần hết lòng tin tưởng, chăm chú lắng nghe và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài để thi hành bổn phận của người Kitô hữu trưởng thành. Bổn phận đó là can đảm sống lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần phúc âm, hiên ngang làm chứng cho Chúa bằng đời sống cầu nguyện và gương lành của chính mình. Con nhìn thấy đường đời, cho con
giữa đêm đêm làm cây nến mộng hèn thấm vào mênh mông cho ai bước về thành phố.